Hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay mình quay clip này xin chia sẻ với tất cả các anh em về quy trình sinh sản của chó Phú Quốc, cách nhận biết chó bầu, chó Phú Quốc đã phối và mang thai, dấu hiệu biết như thế nào để các bạn xem, và để mình chuẩn bị cho quá trình sinh sản cho những bé cái. Đây, trước mắt các bạn đây là một cái vàng. Trước mắt các bạn đây là một cái vàng phối đã được 40 ngày. Khi mà dấu hiệu đậu bầu ấy là các bạn hãy xem nhé. Dưới lồng ngực, đấy, dưới bụng của những cái chó cái mà đã đậu bầu đây, mình sẽ quay sát cho các bạn xem. Đây, và tuyến vú nó sẽ phát triển. Bụng dưới hạ xuống. Các cái đầu vú này sẽ xuất hiện lên. Đấy. Đây các bạn xem nhé. Đấy. Đây là tuyến vú đã phát triển nhé, bạn xem thấy không, và cái hoa của nó lúc nào nó cũng sưng. Đấy, đây là một chú chó Phú Quốc cái vàng lưỡi đen. Đây. Cái vàng lưỡi đen nha, mắt rất đẹp, đang mang bầu 40 ngày, chuẩn bị sẽ cho ra những hậu duệ cực kỳ đẹp. Đây các bạn thấy xem nhé, xoay kiếm này. Khi mà chó cái mang bầu thì rất là ham ăn, nên là nhìn chó rất là tròn chính. Các bạn phải chăm sóc thật tốt khi mà chó đang mang bầu nhé. Nếu chăm sóc tốt thì con nó đẻ ra con nó sẽ rất là ok, khỏe mạnh. Chó mẹ mà đủ dinh dưỡng ấy, lúc mang bầu mà mập mạp khỏe mạnh ấy, thì khi mà đẻ con ra là con rất là khỏe mạnh và nhanh lên tai. Trong quá trình nuôi chó bầu thì mình phải cho ăn đầy đủ 2 đến 3 cữ một ngày, và đảm bảo đủ chất nha. Và nên bổ sung thêm cám hạt có chất dinh dưỡng đủ để cho chó bầu phát triển nha. Những cái cám mà dành cho chó bầu ấy, các bạn nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn nên mua nhé. Hoặc là cho, nếu các bạn không có điều kiện mua cám thì có thể là cho ăn uống các cái đồ ăn nhiều dưỡng chất, như là xương heo, thịt bò, trứng vịt lộn các kiểu nhé. Nếu như các bạn mà có điều kiện thì cho nên chăm sóc như vậy. Đây các bạn xem, khi mà chó bắt đầu có dấu hiệu bầu thì đây là các cái tuyến vú của nó phát triển, cái đầu vú nó hồng nha. Đối với những chó cái mà mang thai lần đầu ấy thì nó sẽ có dấu hiệu như vậy. Còn những mà chó cái mà đã mang thai lần 2, lần 3 rồi thì cái đầu vú của nó chỉ là xa xuống thôi, nhưng nó vẫn thâm chứ không có đỏ giống như là chó cái mang bầu đâu. Còn đây là một chó cái, một cái vàng khác và mang bầu được 30 ngày, là sau bé kia 10 ngày. Đấy, 30 ngày các bạn thấy đấy. Và các cái này, dưới này. Đây con. Dưới tuyến vú của nó này. Đây. Cũng bé này cũng là mang thai lần đầu nhé. Tuyến vú của nó này. Đây các bạn thấy này. Đấy, tuyến vú đang xa xuống. Với một chú chó cái mà có ngực nở eo thon như bé này thì cái bụng của nó các bạn sẽ không thấy nhiều. Sẽ không thấy nhiều giống như là những cái chú như bé này. Bé này thì cái ngực nó không được sâu như bé này, thì các bạn sẽ thấy là cái bụng nó to hơn. Còn bé này thì cái bụng nó nhỏ này, bụng hơi cao. Mình chưa biết là sẽ được bao nhiêu con, mình đoán là tầm khoảng chừng 6 con. 6 con là nhiều. Còn bé này chắc được 8 con. Vì cái bụng như này nó sẽ to lên. Và mình thấy là đầu vú trong cái bụng của nó là được 10 vú thì chắc tầm được 8 con. Bé này cũng vậy. Đấy các bạn xem nhé. Và chó cái bầu ấy, thường chó cái bầu là mang thai 60 ngày. Mang thai thường thường là 60 ngày, mình tính theo dân gian là 2 tháng ấy. 2 tháng thì bắt đầu nó sẽ trở dạ và sinh con. Có những con kéo dài lên tới 62 đến 64 ngày. Thì tầm đó thôi là bắt đầu mình sẽ phải theo dõi để lót ổ và làm ổ để cho chó sinh sản nha. Nếu mà quá những ngày đó thì có thể là các bạn phải xem lại và mang đi mổ, hoặc là phải đi khám, đi siêu âm nhé. Nếu không thì là nó sẽ bị chết lưu đấy, thai sẽ bị chết lưu.
cái này có cái má bạc này, cặp mắt đỏ, mắt đỏ rất đẹp này, mắt đỏ cực kỳ đẹp, quay cho các bạn gần cho các bạn thấy nhé, chất lông tuyệt vời luôn, xoáy này, một đường xoáy dài. Đây là những con giống chất lượng và mình đã tuyển chọn lại để làm công tác nhân giống cho các anh em chơi nhé. Lưới đốm, cặp mắt đỏ tuyệt vời đấy. À, mình tính chó phối ấy, là mình phải tính nước đầu và nước cuối, tức là phối lần đầu và phối lần cuối. Trong đó mình phối bao nhiêu lần thì mình phối, ví dụ như bây giờ mình có chó đực ở nhà mà mình cho phối 5-6 lần đi trong chu kỳ của chó mà nó lên giống ấy, từ 12 đến 15 ngày ấy, thì lúc đó các bạn cho phối. Các bạn cho phối thì các bạn có thể là mình sẽ tính được cái thời gian. Mình ví dụ như bây giờ mình phối 5 lần thì mình chia đôi ra từ ngày đầu đến ngày cuối là trong vòng 6 ngày chẳng hạn. Mình chia đôi ra, mình lấy nó ngày thứ 3, thứ 4 thì mình sẽ tính được cái ngày nó sẽ sinh sản, thì xác suất của nó sẽ chính xác khoảng 95 đến 98% nha các bạn. Thế là cái quy trình nó là như vậy. Cho nên là các bạn phải tính và biết được chó mang bầu để mình sắp xếp làm sao mình đỡ đẻ, hoặc là mình canh đẻ cho nó cho chúng. Nếu không thì lỡ không may mà nó đẻ ra không đúng ngày mà mình không có nhà, hoặc là mình đi đâu đó mình quên, thì nó đẻ ra nó sẽ bị chết cho con các bạn nhé. Đấy, thông tin thông thường nó là như vậy. Thì các bạn phải ra, những bạn mà chưa có kinh nghiệm nuôi chó sinh sản ấy, thì các bạn thường thường hay mắc những cái lỗi này, chó mang bầu mà các bạn không biết, và tới ngày sinh sản rồi mà các bạn vẫn bỏ lơ, có thể nó đẻ vương vãi ở đâu đó, rồi khi các bạn về phát hiện thì nó đã không may nó đã bị chết rồi, hoặc là bị thì vì mỗi nơi mỗi con, hoặc là bị các con chó khác nó cắn ấy, thì rất là uổng, rất là phí, vừa mất công chờ đợi mà không được cái kết quả gì thì thật là thất vọng luôn các bạn nhé. Nên là các bạn phải để ý. Mình nhắc lại là chó mang bầu chỉ có từ 58 đến 62 ngày thôi. Còn quá những ngày đó thì các bạn phải coi đi khám lại và siêu âm, hoặc là phải nhờ bác sĩ người ta xem lại nhé. Nên mình phải cẩn thận, chứ không là mình sẽ bị uổng phí cái công mình chờ đợi. Đấy là những cái mà mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Còn trong quá trình ăn uống thì các bạn cứ thể để ý làm sao mà bổ sung dưỡng chất, bổ sung thêm canxi để trong quá trình mà nó mang bầu nó làm sao nó được tốt nhất, thì khi chó con sinh ra nó sẽ đảm bảo là lên tai rất là nhanh và không có bị lỗi cứng xương, không bị hạ bàn. Đó là những cái cơ bản thì tiếp cho chó mẹ trước khi mà chó mẹ sinh sản nhé. Và sau này nó phát triển thì nó cũng sẽ đủ răng, sức khỏe tốt, khung xương tốt. Cái đó là cái mà các bạn nên để ý đối với những bạn mà lần đầu tiên nuôi chó sinh sản ấy. Đây là những kinh nghiệm mà mình quá trình mình nuôi nhiều mình sẽ đúc kết ra được ha. Và dấu hiệu nhận biết để chó mang bầu thì từ 25 đến 30 ngày ấy, bắt đầu phối xong mà tính từ ngày đầu đến ngày cuối mình chia đôi ra để mình xem tới 20 đến 30 ngày thì các bạn thấy là bắt đầu các cái tuyến vú của nó bắt đầu nó phát triển ấy. Có dấu hiệu bầu là các bạn sẽ thấy liền nhé. Và đó các bạn sẽ chăm sóc thật kỹ và như thế nào, và tránh trường hợp để cho chó bầu nhảy chạy nhảy và cắn nhau. Và các bạn cũng hạn chế tắm trong cái thời gian mà chó đang mang bầu. Vì hạn chế tắm vì lý do là tắm, khi mà các bạn tắm ấy, thì chó nó sẽ nhảy nhót rồi nó lắc người, nó làm cho khô lông ấy, thì những cái hoạt động đó nó rất là năng động và nó rất là tăng động, và các bạn nó sẽ thấy là con chó nó sẽ bị sảy thai và cắn nhau nhiều thì con chó nó cũng sẽ bị sảy thai nhé các bạn. Nên là mình phải để ý những cái đó, là có thể là nhốt lại và xích lại khi các bạn tắm. Các bạn tắm xong thì các bạn lên lau khô liền và xích lại, không cho nó chạy nhảy để hạn chế những cái vấn đề về rủi ro. Đó là những cái mà các bạn cần nên lưu ý nha. Thì hiện tại thì bên trại mình cũng đã gần như hết chó con rồi, chỉ còn lại có hai con chó con này thôi. Một cái vện lưỡi đen, đây, một cái vện lưỡi đen và một đực vàng. Thì mình cũng đang bán cặp này nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua chó giống thì đây liên hệ với mình. Đực vàng rất là khôn, rất là đẹp, cặp mắt cực kỳ đẹp luôn. À, cái vện cũng vậy, cái vện này lưỡi đen đó, đạt chuẩn giống cho các bạn nhé, chuẩn cho các bạn làm giống rất là ok luôn. Nếu các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé. Đấy,
mình cũng cái hai, còn hai con này thôi và phải chờ đợi thôi. Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua cho giống tiếp theo thì phải chờ đợi thôi. Chờ đợi bây giờ hai cái này là một cái này là mang bầu 40 ngày rồi này. Cái này mang bầu 40 ngày thì phải chờ 20 ngày nữa là 60 ngày. 60 ngày nó mới đẻ. 60 ngày thì phải chờ thêm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nữa tức là mình mới xuất chuồng được. Đấy, còn cái này cũng vậy nha. Đây là những cái giống. Đây. Hiện tại bây giờ mình có 3 con mang bầu và một số con mình đang gửi cho những anh em chăm sóc nuôi gia công nữa. Đấy, đây là những cái mà mình chia sẻ với thật tâm tới các bạn để các bạn chú ý đối với những anh em mà mới vừa bắt đầu nuôi hoặc là những người mà nuôi ít ở nhà ấy. Mình có những cái kinh nghiệm đó để các bạn mà chăm sóc làm sao cho chó mình nó tốt nhé. Dù sao các bạn có những cái kinh nghiệm này thì các bạn cũng để ý được đối với những chú chó mà mình nuôi làm sao mình biết được để chăm sóc cho nó tốt. Chứ không là nhiều bạn này không có kinh nghiệm rồi cứ về vứt bừa đó. Đến lúc ra những bầy chó không đẹp không tốt thì các bạn lại kêu là khó nuôi với thế này thế nọ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ những cách chăm sóc về chó con và chăm sóc chó sinh sản nó như thế nào nha. Cảm ơn và các bạn yêu quý thì nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ đến với những anh rộng rãi những anh em nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.